Ok, tôi bắt đầu mọi người nhá. Anh share màn hình cho mọi người này. Nào, bây giờ ta sẽ nói lại phần hôm trước, cái buổi thứ hai hôm rồi, hôm qua các bạn học. Thì trong phần lớn thời gian của buổi thứ hai hôm vừa rồi là các bạn học chủ yếu là các bạn đặt câu theo thì. Tức là các bạn đã học được học chia động từ theo ba thể là thể đơn giản, thể tiếp diễn và thể hoàn thành. Thì khi các bạn đặt câu, các bạn sẽ phải nhớ là câu trong tiếng Anh khi đặt câu theo thì bất cứ câu nào các bạn cũng sẽ nằm trong một trong 16 thì này. Thì các bạn còn cái thể hoàn thành tiếp diễn thì các bạn chưa học thôi. Còn các bạn đã học thể đơn giản, tiếp diễn, hoàn thành, các bạn ghép với 4 mốc thời gian là hiện tại, quá khứ, tương lai. Và cái mốc ít gặp là tương lai trong quá khứ thì anh không đặt mấy, nhưng mà các bạn cũng nên biết. Thì các bạn đã ghép vào những cái này. Thì khi các bạn đặt câu theo ngôi dạng thời thể, à quên, theo thì này, thì các bạn sẽ luôn phải nhớ cái phần nghĩa để các bạn đặt câu. Thì khi đặt câu theo nghĩa này, các bạn sẽ phải nhớ là đây, ví dụ các bạn có nghĩa đã thì các bạn luôn phải dùng hoàn thành. Thì hoàn thành là các bạn dùng have đi với P2. Nghĩa đang là các bạn dùng tiếp diễn thì các bạn dùng be đi với P1. Và nghĩa sẽ thì là các bạn dùng will sau đến động từ nguyên thể không tu. Còn nếu không đã đang sẽ thì các bạn câu chắc chắn sẽ nằm ở hiện tại đơn giản. Đơn giản thì anh cứ ký hiệu là do something là động từ bình thường cái này, hoặc là quá khứ đơn giản. Khi quá khứ thì động từ do chuyển về quá khứ là did something. Thì câu các bạn đặt nó chỉ nằm trong một trong những trường hợp này, nên các bạn phải chắc chắn là cái nghĩa mình dịch là nghĩa gì. Dạ, nó chỉ nằm trong những trường hợp này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút về cái phần đặt câu theo thì này đã. Sau đấy chúng ta sẽ ghép vào là câu dài. Thì buổi hôm nay anh sẽ dạy cho các bạn nốt phần thể hoàn thành tiếp diễn, và sau đây các bạn sẽ học sang câu dài luôn. Đầu tiên bắt đầu bằng ok. Thôi mọi hôm bắt đầu từ đầu, hôm nay bắt đầu từ dưới đi. Nguyệt trước này. Tôi đã học tiếng Anh được 2 tháng. Alo Nguyệt, có đấy không em? Việt nào? Dạ. Mọi người đặt đi. I have learned English for 2 months. Tôi đang ngủ. À chết nhầm, yes. Đang ngủ với nó ra được. Cậu ấy đang ngủ đi. You are sleeping. Cậu ấy mà. He's sleeping. Ok. Cô ấy học tiếng Anh rất giỏi. Yeah. She learns English very well. Ok rồi, cảm ơn. Đọc tốt rồi đấy. Yeah. Việt nào? Việt uống trước nghỉ đúng không? Dạ. Chúng tôi đã là bạn kể từ khi quên. Tôi đã chờ cô ấy từ sáng nay đến giờ. Sai, hai chỗ sai rồi đấy. Tôi đã chờ cô ấy từ sáng đến giờ. Wait for. Wait behind, waited. Wait for you to fall. I have waited for her by this morning. By gì? Từ khi là since. Since this morning. Ok. Giờ này ngày hôm qua tôi đang làm bài tập về nhà. Giờ này ngày hôm qua tôi đang làm bài tập về nhà. And
Thì gì? Rồi, thôi nghe các bạn khác đặt đi. Trước thì không đặt theo được đâu. Thủy đặt cho anh xem nào. Giờ này hôm qua tôi đang làm bài tập về nhà. Thủy ơi, Thủy ạ. Thủy, Thủy, Thu Thủy. Vâng, hôm trước em nghỉ. Thủy. Ờ. Tôi đặt tới xem xem. Ai was cục quá khứ tiếp diễn. Đúng rồi, có cứ tiếp diễn. Làm bài tập. Làm bài tập là do one's homework. Do one. I was do one Ok, homework yesterday. em không đạt được câu đâu. Các bạn nghỉ, các bạn nếu các bạn đã nghỉ các bạn phải xem lại video để các bạn luyện theo. Chứ các bạn nghỉ các bạn lại không xem video nữa thì các bạn chịu, bởi vì các bạn biết là riêng nhóm ở trong lớp các bạn đã phải dành riêng thêm một buổi nữa để ôn lại vì thi, tức là phần thi của các bạn rất là chậm. Anh ấy phải học các bạn hôm trước, các bạn nhớ là học xong một nửa buổi rồi anh đã phải ngừng lại. Anh dạy lại xong anh ngừng cái buổi đấy để anh dạy lại cho các bạn từ đầu cái buổi đấy để các bạn thực hành cho nó đủ thời gian. Nên nếu các bạn nghỉ có nghĩa là các bạn còn không được hai cả hai cái buổi luyện đấy thì các bạn phải buộc phải xem video để các bạn luyện lại. Chứ nếu các bạn không xem mà các bạn không luyện kịp được đâu. Bài thi này là bài rất khó. Thực ra nó chẳng khó lắm nhưng mà các bạn tốn công các bạn luyện thì các bạn nắm được cái kiến thức của nó thôi. Chứ nó không khó, các bạn đấy chỉ có đã đang sẽ. Tiếp diễn, hoàn thành tiếp diễn, hoàn thành tiếp diễn. Tương lai, hiện tại hoặc là quá khứ. Không đã đang sẽ, câu chắc chắn sẽ nằm hiện tại quá khứ thế thôi. Hiện tại thì dễ rồi, quá khứ thì chỉ việc chuyển cái động từ câu hiện tại này về quá khứ thế là xong. Nên nếu các bạn không luyện thì các bạn không nắm được đâu. Rồi xem anh Quốc hôm trước cũng nghỉ xem có đạt được không nào. Giờ này ngày hôm qua tôi đang làm bài tập về nhà. I will do one homework this Sai rồi. BP1. Be verb in. One các bạn phải thay bằng time tính từ sở hữu. I thì one phải thay bằng my. yesterday. I will doing one's homework. Được nhỉ? Alo. This time, Anh cứ đặt đi. One anh phải thay bằng my. Không phải dùng one được. One là cái lối nói chung thay bằng tính từ sở hữu vào đấy. doing my homework Tính đến giờ này ngày hôm qua họ đã ở lại nhà tôi được 2 ngày. they had stay tính từ Được nói hai lại ngày câu rồi. tiếng Việt chút ta nhé. Tính đến giờ này ngày hôm qua họ đã ở lại nhà tôi được 2 ngày. They had stay Stay at my home. my home for for today. This time yesterday. Tính tới anh phải thêm chữ by vào nữa. Tạo ra thời khoản. By this time Rồi anh đặt yesterday. lại. Thêm day, thêm 2 days. Thêm add vào đằng sau đây. Câu tiếng Việt là gì nhỉ? Câu tiếng Việt là gì đây nhỉ? Hôm họ đã ở lại nhà tôi tính tới giờ này ngày hôm qua họ lại ở lại nhà tôi được 2 ngày. Stay at home, stay at my home for day by this time yesterday.
For 2 days. By this for, time. For 2 days. Ok, rồi. Phúc đặt nào. Cô ấy nhảy đẹp. She is dance beautiful. She gì em? She dance beautiful. Sai hai chỗ. Có ba từ thôi mà em sai tận hai chỗ. She dance. Chia dance từ 13 em phát âm thành gì? Dance 13 sẽ thêm S. Thêm S, đọc là S. Dances. Dances. She dances, dances beautiful. Dance là VI thì sau VI sẽ đến tính hay chả? Sau VI là chạm. Cái chạm thì đẹp là gì? Beautifully. Good for beautifully. She dancing beautifully. Em phải học từ đấy nhá. Vâng. Vâng, vâng là phải học chứ không phải vâng để đấy đâu. Em từ yếu nên là không em học không đặt kịp được đâu. Tiếp. Tại vì tại em đang thi học kỳ. À đây à. Ừ thế thi xong học đi nhá. Tôi sẽ giúp anh lần này. À không. Ngày mai tôi sẽ đến. I will come next day. Tomorrow. Đặt lại. I will come tomorrow. Ok, rồi anh cảm ơn. Đặt này được hơn rồi đấy. Quân đặt thử anh xem nào. Cô ấy đến đó một mình. She came. Cô ấy đến. She came here alone. Đấy là đến đây rồi, đến đó. She came there alone. No, go there, come here, go đi về there. Go there. She came go there. Lại came còn go nữa. À, she came. Anh vừa bảo em là come đi về anh here, go đi về there. Đến đó phải dùng go there chứ không được dùng come here. Go. Nhưng mà cái này là quá khứ đơn giản mà. Ừ thì em chia động từ ra, anh chỉ biết là em phải dùng go thôi, còn em chia ra chứ. Dạ. Quen, ok. She went there alone. Tôi có một ngôi nhà ở Hà Nội. I have a house in Hà Nội. Okay. Chúng tôi đã. À không. Tính tới giờ này ngày mai. À, giờ này ngày mai tôi đang đợi anh ở đây. Giờ này ngày mai tôi đang đợi anh ở đây. Giờ này ngày mai tôi đang đợi anh ở đây. I went to you. Thì gì? Này là thì quá khứ đơn giản. Giờ này ngày mai mà dám một quá khứ. À, tương lai. Nghe kỹ này, giờ này ngày mai tôi đang đợi anh ở đây. Giờ này ngày mai. Giờ này ngày mai là tương lai này. Tương lai. Thế còn đang nữa. À, tương lai tiếp diễn rồi. Đúng rồi. Đi.
Giờ này ngày mai anh đang đợi anh ở đây. I am waiting Nào, you đã. up. Wait. I am. I will wait. Tương lai mà lại was là thế nào đấy? Be. I am P1 tương lai là gì? Đang đây này. Wait. Cái gì? Be P1 tương lai tiếp diễn là gì? Chia bi ở tương lai của bi sẽ là gì? Em không nhớ hình thái chung em chia em sao được? Đây đang bi P1 thì bây giờ tương lai sẽ là gì? Tương lai của nó sẽ là bi cộng với P1 ạ. Tương lai vẫn là bi P1 là gì? Đây là thẻ tiếp diễn là bi P1 thì tương lai tiếp diễn sẽ là gì? Có chứng đang thì sẽ là có tiếp diễn thì sẽ là biên nhỉ, biên cộng P1 này. Sai. Coi cho bạn khác đặt đi. Huyền Trang đặt anh xem là xem con bạn nào nhớ không nào. Giờ này ngày mai tôi đang làm bài tập về nhà. I will be doing my homework this time tomorrow. Ừ đúng rồi, will be doing. Rồi tiếp tôi cần sự giúp đỡ của anh. I need có S không mà cái I need to have to you. Nào từ need có have không? À có S không? Không ạ, à, không có S. Thế à. Em cứ đọc list là thế nào? List thôi, không có sợ. I need to have. Nào sự giúp đỡ của anh chứ sao lại tôi cần giúp đỡ anh đâu. I need the help to you. Thế ngôi nhà của anh là gì? Ngôi nhà của anh. His house. Của anh với của bạn khác với nhau không? À, không ạ. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Dạ vâng em đọc lại. I need và tôi cần sự giúp đỡ của anh. I need to your help. Qua. Wow. Câu dễ vậy biến nó thành cái câu gì vậy? Tiếp nào. Tính tới ngày này năm ngoái chúng tôi đã hoàn thành việc đó. Đã hoàn thành việc đó. I have finished. Không có finished thì finished gì cả. Finished to anh bảo không đọc được ed thì đừng có đọc. Thế nó cứ đọc thành những đuôi dị vậy. I have finished that work by this time. Yesterday. Tầm này năm ngoái. By this time next year. Ừ, để lại cả câu xem. I have finished that work by this time next year. Ok, rồi. Để tiếp theo các bạn sẽ áp dụng cho anh phần câu dài này vào dùng liên từ để đặt cho anh nhé. Ừ. Các bạn sẽ học xem qua cho những liên từ này lại một lần nữa này. Sau đây anh sẽ ghép vào tạo câu dài và sử dụng thì để các bạn áp dụng vào luôn. Các bạn sẽ phải đặt hai câu nối lại với nhau bằng thì, à bằng từ nối. Rồi, để các bạn đặt nhé.
Nào từ trên xuống nào. Nào bạn anh đầu tiên nào. Tôi là bác sĩ, còn vợ tôi là giáo viên. Hôm qua em nghỉ. Thì em đặt hai câu này được mà. Tôi là bác sĩ với vợ tôi là giáo viên ghép lại với nhau thôi mà. Tôi là bác sĩ, vợ tôi là giáo viên hả anh? Còn vợ tôi là giáo viên. I am a doctor and my wife is a teacher. Is. Thêm âm Z vào. Đọc lại anh xem nào. I am a doctor and my wife is a teacher. Okay, cậu có thể ở lại hoặc rời đi bây giờ. Cậu có thể ở lại đây hoặc rời đi bây giờ. You can stay here or rời đi là gì ạ? Leave. Or leave. Bây giờ. Now. Okay, or leave now. Rồi, hẹn cảm ơn. Dạ. Chị Mai đặt nào. Khi cô ấy đang ngủ thì tôi khi tôi đang ngủ thì cậu ấy đến. Khi tôi đang ngủ. When I was sleeping. He came. Okay, chị đặt lại lần nữa nào. I was sleeping. When I was sleeping, he came. Okay, các bạn lưu ý này. À mà thôi, đặt chị đặt Mai đặt tiếp câu nữa nhá. Khi tôi đến thì cậu ấy đã rời đi. When I came, he left. Đã rời đi. Đã rời đi. Cậu ấy à? Khi thầy đọc lại câu tiếng Việt kìa. Khi tôi đến, cậu ấy đã rời đi. When I came, he has left. He had or he has. He had left. Okay, he had left. Okay. Này các bạn lưu ý nè. Cứ không phải lúc nào các bạn anh thấy nhiều bạn được dạy là ví dụ như cái câu khi tôi đến cậu ấy đang ngủ, cứ bên này là quá khứ đơn giản thì bên kia các bạn phải dùng quá khứ tiếp diễn, không đúng rồi nhá. Các bạn lưu ý là tùy ý các bạn đặt câu, như vừa rồi anh có thể đặt là gì nhỉ? Khi cái gì? Cậu ấy đến khi tôi đang ngủ chẳng hạn. Đấy là các bạn đến là quá khứ và đang ngủ là quá khứ tiếp diễn nhá. Nhưng cậu ấy đến cái gì nhỉ? Khi tôi đang ngủ thì cậu ấy đến này. Đấy là quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn giản này, hoặc là khi cậu ấy đến khi tôi đến thì cậu ấy đã rời đi này. Thì đây là anh dùng quá khứ đơn giản và quá khứ hoàn thành. Các bạn đặt được cái gì là tùy các bạn. Ý các bạn muốn đặt cái gì thì đấy là do các bạn, chứ không phải cứ phải bên này là cái gì, bên kia là cái gì, chúng ta học để sử dụng. Nên ý chúng ta muốn nói như nào thì các bạn diễn đạt như thế. Tiếp nào. Thùy đặt cho anh này. Vâng ạ. Tôi thường tắm sau khi ngủ dậy. Từ ngủ dậy. I often take a shower when I sleep. When I sleep. When là khi đấy ạ. Anh bảo sau khi ngủ dậy, em vừa câu vừa đặt là khi tôi thường tắm khi tôi ngủ đấy. Vâng. Sorry. I often take a shower after I sleep. After I sleep. Sau khi tôi ngủ dậy chứ không phải sau khi tôi ngủ. Tôi ngủ dậy như các bạn học rồi đúng không nhỉ? I get up. Ở dưới phần này này, đây này, mấy cái trạng từ này này. Đó. Rồi em đặt đi. I often take a shower after I get up. Họ ở lại cho đến khi chúng tôi
họ ở lại với cô ấy cho đến khi chúng tôi đến. They had stayed until we come. Sai linh tinh hết cả. Đặt lại cho này. Họ ở lại với cô ấy cho đến khi chúng tôi đến. Vâng. Họ ở lại là thì quá khứ ấy ạ. Quá khứ sao lại dùng had ở đây? Stay rồi sao lại dùng had đấy? Vâng. He they they stay until với cô ấy. Vâng ạ, với cô ấy. They stay with her until we go. Đến mà là go quá. When. Đến mà là when á. Mà go mới when á. Đến không thêm ạ. Đặt lại đi. Vâng ạ. Tự nhiên em bị loạn. Họ ở lại. They stay with her until we came. Until we came. Cậu ta nhìn tôi cứ như tôi bị điên. He look at me cứ như ạ. Như. He look at me like I crazy. I crazy á? Cứ như tôi, cho là tôi bị điên. Như tôi bị điên. I am crazy. Việc này xảy ra chưa? Việc này xảy ra rồi. Đó. I was crazy. Đặt lại câu xem nào. He looked at me like I was crazy. Ok. Rồi, cảm ơn. Galaxy nè. Vâng, nghe nè. Vì con trai của ông ấy bị ốm nên ông ấy ở nhà. Nên ông ấy không đi làm. Hôm nay vì con trai của ông ấy bị ốm nên ông ấy không đi làm. Because my son, con trai của ông ấy. Con trai của tôi là My Son thì con trai của ông ấy là gì? Con trai của ông ấy là ô tục của ông ấy là gì không biết à? Quên, nhưng tự nhiên lại quên mất đấy. Ông ấy là His. His Son. His Son chứ không phải His Son. His. His Son. Because his son. His son. Why? His son. Cứ đặt tiếp đi. Vâng. Đây, của anh ấy đây này. Nó phải tính từ học từ bao nhiêu lâu rồi? 6. Nên ông ấy ở nhà. His. Em không đặt câu này, em đặt sai rồi. Vâng. Xích anh cho là tính từ, em tự đặt lại, anh xem em có đặt được. Vì con trai ông ấy bị ốm. Thôi đặt mỗi cho anh câu con trai ông ấy bị ốm này. Không cần vì và đấy làm gì. He son. Lại he son. His son. Secret. Chia, người ta chia động từ, ra chia tính từ. Was sick. Sick.
Quên chia buồn. Nên hôm nay ông ấy không đi làm. Nên. Yes. And so he's he don't work. Ok, thôi sai rồi thì bạn khác bạn đặt đi. Hậu đặt anh ra nào. Em bị đơ thế, em không nghe, em không thấy gì đâu ạ. Bây giờ em nghe được không? Bây giờ nghe được. Vì con trai ông ấy bị ốm, nên hôm nay ông ấy không đi làm. Vâng ạ. Vì con trai ông ấy bị ốm nên ông ấy không đi làm. Là his my sick. His gì? His son ạ. His son có nghĩa là his my sick. His my sick là cái từ gì đấy? Vì con trai ông ấy là con trai ông ấy bị ốm đúng chưa thầy? Ông ấy bị ốm nên ông không đi làm. Ốm là his son à? His son sick. Nè, vì thêm từ vì ở đầu tiên đi. His son is sick. Nên là vì con trai mới ốm thêm từ show. Vì. Thêm từ vì vào đầu. Because hit my son sick. Nào hit my son là cái gì? Vậy nên là con trai ông ấy bị ốm nên ông ấy không đi làm. Thế his xong còn my này cái gì nữa? His son is sick là con trai ông ấy bị ốm ạ. Trong thầy bảo là thêm vì ở đầu câu là because his son is sick. Tiếp. Nên ông ấy không đi làm. Nên ông ấy không đi làm. Nên là ông ấy là he không he don't go. Go to work. Đặt lại đi nào. Nên là sâu. Hai vâng. Câu chỉ có một từ nối thôi. Đã dùng because không dùng sâu nữa. Hai câu thì phải nối nhau bằng một từ thôi. Hai câu làm sao nối nhau bằng hai từ thôi. Từ because tự sinh ra nghĩa sâu. Một câu chỉ có một chữ sâu. Because hit my son is sick. Lại hit my son rồi. Xin lỗi ạ. Because his son is sick. He doesn't go to work. Huyền đặt tiếp cho anh nào. Because anh hỏi nhờ một chút thầy ơi. Vâng, anh hỏi đi. Anh hỏi là ở cái câu vừa rồi đấy thì là mình đang hiểu rằng là con trai ông ấy đã bị ốm chứ nhỉ, đúng không? Nó phải chia hai cái ở quá khứ chứ nhỉ. Thì bây giờ con trai ông ấy còn bị ốm không?
Con trai nhé. Nếu mà con bị ốm thì lấy là không hiện tại hoàn thành nhỉ? Không. Anh như đang hiểu rằng nó quá khứ cả hai vế đi có đúng? Quá khứ cũng có thể là quá khứ, nhưng mà nếu mà cái việc đấy là nó xảy ra xong rồi, ví dụ như là hôm nay anh đi làm mà bây giờ anh về nhà rồi nhá, thì ví dụ có người hỏi là hôm nay anh Nam anh đâu mà anh không đi làm, thì em nói là anh nói lại với ví dụ với lại cái người đấy là hôm nay con trai anh bị ốm thì anh nghỉ làm, thì cái việc đấy là xong quá khứ rồi, thì lúc đấy anh là quá khứ. Nhưng mà ví dụ như anh vừa đến công ty hỏi anh Nam đâu, của anh Nam nay anh con trai anh ốm thì anh nghỉ làm, thì việc đấy bây giờ hiện tại nó vẫn đúng thì nó sẽ là hiện tại chứ không phải là quá khứ. Còn anh cứ dịch theo đúng nghĩa quá khứ, khi nào anh dùng hoàn thành, khi nào anh dùng có chữ đã thì anh dùng hoàn thành. Ví dụ như là anh nói là con trai anh ấy đã ốm 2 ngày rồi nên anh hôm nay anh thì nghỉ làm, thì lúc đấy mới dùng hoàn thành. Nên là tùy câu nó có diễn đạt được ý khác nhau, nên mọi người chỉ cần diễn đạt được đúng cái ý đấy là được, chứ không nhất thiết nó là phải là cái gì. Cứ nói chung với mức của mọi người ở đây, chỉ cần đúng cái nghĩa này, mọi người diễn đúng cho em cái nghĩa này là được, không cần phải đòi hỏi về giải thích ý nghĩa của nó tại sao nó như thế, cứ đúng nghĩa mà dịch đã. Còn khi các bạn đặt câu nhiều, các bạn sẽ hiểu nó hiểu sâu đằng sau cái nghĩa này nó nói những cái gì, thì các bạn sẽ cái lúc đấy nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ cứ dịch đúng nghĩa đã. Ok, cảm ơn thầy. Tiếp gì nhỉ, vừa đánh bỏ là gì ta? Huyền đặt cho anh nào. Đó. Từ câu gì bây giờ nhỉ? Anh hết bịa rồi. Ông ấy cảm thấy lo lắng vì con gái ông ấy bị ốm. He feels worried because his daughter was sick. Quá khứ à? Have sick. Have a sick. Have been sick. Bị ốm thôi mà, anh có đã bị ốm đâu. Was sick. Quá khứ tức là bây giờ không ốm nữa gì? Ê, tùy theo cách các bạn đặt nhá, anh sẽ phân tích theo đúng cái trường hợp. He feels worried. Dừng. His feel. When he feels worried because his daughter is sick. Các bạn lưu ý là mức này các bạn tập đặt câu các bạn có thể sai, để các bạn tập sửa. Nhưng mà sai thì đừng có lặp lại cái lỗi đấy nữa. Thì như thế anh thấy nhiều bạn, anh vừa nhắc bạn này xong bạn khác lặp lại lại sai đúng cái lỗi đấy. Hoặc là anh vừa nhắc các bạn xong thì lúc sau hỏi lại lại đúng sai cái lỗi đấy. Các bạn cố gắng, mình có lỗi thì mình phải tập trung vào cái lỗi đấy của mình để sau mình sửa. Chứ hình như anh nhắc là các bạn chỉ nghe, các bạn bỏ qua cái thông tin đi luôn. Thì thông thường cái cách tiếp nhận thông tin như vậy, các bạn nghe và các bạn bỏ qua ra luôn thì nó sẽ không đi vào đầu, sau lại mắc lặp lại y hệt lỗi đấy. Nên các bạn cố gắng anh nhắc cái lỗi đấy các bạn sẽ phải nhớ để các bạn sửa luôn. Huyền là tiếp câu nữa này. Dù trời lạnh chúng tôi vẫn đi chơi. Although it's cold. Nó dừng. Từ dù em phát âm là gì? Although. Từ gì đấy? Nào phát âm lại cho anh thấy 3 lần nào. Although. Rồi đọc lại cho câu. Oslo is cold. We still go out. We still. Việc này xảy ra chưa em? Vẫn đi chơi xảy ra rồi ạ. Ừ, thế gì vị trí gì? We still went out. Rồi đặt lại cho anh cả câu rồi. Auto. Nào dâu chứ không phải ôn thâu. Dâu. Also, if it grow, we still went out. We still went out. Okay. Thêm một câu nữa xem nào. Rồi bây giờ câu này, câu 12 của ông ấy cảm thấy lo lắng vì con gái anh ấy đã ốm 3 ngày. Đây bây giờ các bạn mới đã này, các bạn mới dùng hoàn thành cái này.
He feel. He feels worried. He feels worried because his daughter have been sick for 3 days. Okay, has been sick for 3 days. Rồi, anh cảm ơn. Nào bây giờ các bạn sẽ học nốt phần kiến thức còn lại của thì, sau đấy các bạn sẽ học xong câu dài, anh sẽ nói lại phần này một lần nữa nhá. Nào, ở trong phần thì các bạn đã học được xong ba thể thì đơn giản, tiếp diễn, hoàn thành. Các bạn nhớ là hoàn thành diễn đạt nghĩa đã, tiếp diễn diễn đạt nghĩa đang. Thể đơn giản này diễn đạt được nghĩa sẽ của thì tương lai đơn giản và tương lai trong quá khứ đơn giản. Còn ở hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản thì không có nghĩa gì cả. Các bạn sẽ tùy theo câu các bạn đặt, nếu việc thường xuyên xảy ra thì nó sẽ là việc ở hiện tại. Còn việc xảy ra xong rồi thì này việc ở quá khứ. Như vậy cái phần này các bạn sẽ luôn phải nhớ đã là hoàn thành, đang tiếp diễn sẽ tương lai, và không đã đang sẽ, chắc chắn câu nó sẽ nằm hiện tại hoặc quá khứ đơn giản. Được chưa? Ok, hôm nay các bạn sẽ học nốt xong thể cuối cùng là thể hiện tại hoàn thành. Như các bạn thấy, hoàn thành tiếp diễn, như các bạn thấy cái tên nó đã báo cho các bạn khá nhiều thông tin rồi. Hoàn thành diễn đạt nghĩa đã, tiếp diễn diễn đạt nghĩa đang. Nên hoàn thành tiếp diễn diễn đạt nghĩa đã và đang làm gì. Đó, đấy là về thông tin về nghĩa. Còn ngoài ra cách chia thì các bạn sẽ thấy là ở đây các bạn từ thể tiếp diễn, các bạn mang hoàn thành cái tổ chức của tiếp diễn đi thì các bạn sẽ sinh ra được tổ chức của hoàn thành tiếp diễn. Để các bạn nhìn nhá. Tổ chức của tiếp diễn là, anh sẽ ghi lên trên trước. Tiếp diễn diễn đạt nghĩa đang này là BP1 đúng không? Hoàn thành diễn đạt nghĩa đã là have P2. Bây giờ các bạn muốn có dạng hoàn thành tiếp diễn. Đây, để ghi như nào cho dễ nhìn nhỉ. Rồi, anh ghi ra đây nhá. Tiếp diễn này. Đây là cách biến đổi của nó để các bạn đỡ phải nhớ, các bạn phải hiểu thì các bạn sẽ đỡ mệt đầu hơn. Thì bây giờ các bạn muốn có hoàn thành tiếp diễn thì các bạn mang hoàn thành cái dạng tiếp diễn này đi thôi. Thì dạng tiếp diễn là như thế này. Đúng không? Bây giờ các bạn muốn hoàn thành hóa nó đi, các bạn bê cả tổ chức này đặt vào chỗ P2. Đó. Thì have vào P2 mà. Thì các bạn muốn mang nó thì các bạn bê cả tổ chức này đặt vào chỗ P2. Thì bây giờ B sẽ nằm ở vị trí của P2 thì sẽ B dạng hoàn thành của B sẽ chính là bin. Như vậy các bạn sẽ có tổ chức chung của hoàn thành tiếp diễn. Là have been P1, dịch là đã và đang. Đó, đã và đang. Đã là của hoàn thành, đang là của tiếp diễn. Hoàn thành tiếp diễn là đã và đang. Đấy, rất hợp lý thế thôi. Nào, bây giờ các bạn thử tự đặt cho anh một câu có chữ đã và đang tiếng Việt xem nào. Bạn nào có câu nào có chữ đã và đang bật mic lên kể cho anh thử anh xem nào. Tiếng Việt, không phải tiếng Anh, đã và đang. Bất cứ bạn nào. Ừ, đặt thử anh nghe này. Tôi đã và đang học tiếng Nhật. Tôi đã và đang học tiếng Nhật, nghe câu này. Nó thực ra thì hiểu thì có thể hiểu, tức là em muốn nhấn mạnh em đã học rồi, bây giờ em đang học nữa. Có thể hiểu được nhưng mà nó nghe nó không tự nhiên lắm. Tôi đã học tiếng Nhật được 2 tháng hoặc là tôi đang học tiếng Nhật thì nghe nó sẽ hợp lý hơn là tôi đã và đang học tiếng Nhật. Câu này có thể hiểu được về mặt nghĩa nhưng mà nó không tự nhiên. Ừ, câu này anh không thấy nó tiếng Việt lắm. Em ạ. Ừ, đặt thử xem. Chị gái tôi đang đi chơi và chị gái tôi đã đi chơi và tôi đang nấu ăn. Ừ, thì đấy là đã một câu là đã, một câu là đang. Nhưng mà anh cần một câu đã và đang cơ. À vâng. Ừ, thế nó mới khó. Đấy, các bạn thấy đặt câu này không phải dễ đâu nha. Đặt câu có chữ đã và đang không phải dễ đâu. Bản thân anh thì chưa. Cái này là mình... Okay. Thế nên đã và đang học tiếng Anh thì có được Thành? Thực ra là về nghĩa em vừa nói rồi là có thể hiểu được. Nhưng mà người Việt Nam mình thông thường ấy, nếu anh nói thì anh sẽ nói là tôi đang học tiếng Anh, tôi đã học tiếng Anh 2 tháng. Chứ người Việt Nam mình không mấy khi nói là câu hỏi là, hoặc là nếu anh hỏi là hỏi học tiếng Anh mà anh dùng chữ đã thì anh hỏi là cậu đã học tiếng Anh được bao lâu rồi. Đó, chứ người ta không hỏi là cậu đã và đang học tiếng Anh phải không. Hoặc là người mình cũng không trả lời là tôi đã và đang học tiếng Anh. Nên câu này thì nó
chữ thì nó là tiếng Việt nhưng mà cái cách diễn đạt này người Việt Nam không dùng để diễn đạt theo cách này. Đó, từ mình cứ lấy từ cách tự nhiên ra thôi, người Việt Nam không dùng cách này để diễn đạt một cách tự nhiên thì mình sẽ không dùng. Nghe nó không tự nhiên lắm. Thì thực ra thì bản thân em cũng chỉ nghĩ được một câu mà cháu em vẫn thường dùng để nói khi dùng hiện tại thành này. Ví dụ như Việt Nam đã và đang giúp Lào phát triển kinh tế, thì hoặc là chúng tôi đã và đang giúp họ vực dậy cái công ty đấy. Thì đã và đang lúc đấy nó nghĩa của nó có vẻ là ổn nhất. Thì ở đây nói ra không phải là để đố các bạn đặt câu, mà thực ra để các bạn thấy cái nghĩa đã và đang trong tiếng Anh, trong tiếng Việt nó ít dùng và tiếng Anh nó cũng tương tự. Nó rất ít dùng cái nghĩa đã và đang. Nên bây giờ người ta xử lý cái nghĩa đã và đang là như thế nào? Thì khi dùng hoàn thành tiếp diễn, người ta không dùng nghĩa đã và đang mà người ta chỉ dùng nghĩa đã. Làm gì? Thì nghĩa đã này các bạn sẽ thấy ngay vấn đề là nó trùng với thể tiếp diễn, à thể hoàn thành. Hoàn thành cũng là đã. Hoàn thành tiếp diễn cũng là đã. Như vậy hai cái đã này nó sẽ khác nhau như thế nào thì các bạn sẽ phải phân biệt. Cái hoàn thành này, anh ghi trước xuống dưới đây nhé. Have P2. Còn này have been P1. Thì hai cái này sẽ khác nhau như thế nào? Thì các bạn thấy tên của cái này là hoàn thành là đã, tức là một việc xảy ra, nó còn kéo dài đến bây giờ. Còn hoàn thành tiếp diễn thì nó các bạn đấy bản thân nó đã hoàn thành rồi nhưng mà nó còn phải tiếp tục diễn ra. Như vậy là khi nào các bạn dùng cái nghĩa đã mà các bạn diễn đạt một việc mà nó còn tiếp tục, muốn nhấn mạnh là nó còn tiếp tục diễn ra nữa, thì các bạn dùng nghĩa đã của hoàn thành tiếp diễn, nó sẽ hay hơn hoàn thành chứ không phải là sai nhá. Các bạn hoàn toàn được phép dùng hoàn thành thay thế toàn bộ cho hoàn thành tiếp diễn. Nên là hoàn thành tiếp diễn người ta rất ít người người ta dùng. Nó chỉ hoàn thành tiếp diễn người ta chỉ dùng trong trường hợp là nhấn mạnh cái tính tiếp diễn xảy ra cao hơn của hoàn thành. Đó, ví dụ như câu vừa rồi là của gì nhỉ? Trang là em có thể đặt là tôi đã học tiếng Anh được 2 tháng. Nhưng mà nếu mà em dùng hoàn thành tiếp diễn thì bản thân em nhấn mạnh là em còn tiếp tục kéo dài nữa. Em còn học nữa. Thì cái này nghĩa nó rất rõ ràng. Là em còn phải tiếp tục kéo dài nữa. Còn việc hoàn thành là có thể đến đấy, đến lúc em nói câu này là em dừng, em không học nữa, hoặc là em có thể học tiếp nữa, không hình vấn đề. Nhưng mà nếu dùng hoàn thành tiếp diễn thì nó hơn là cái chỗ tiếp diễn, nên nó bắt buộc là hành động còn phải tiếp tục kéo dài nữa thì người ta mới dùng hoàn thành tiếp diễn. Thế nên là bây giờ các bạn sẽ xem phần kiến thức của hoàn thành tiếp diễn thì các bạn sẽ thấy này. Hoàn thành tiếp diễn thì các bạn không cần biết cũng được, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể dùng hoàn thành để thay thế. Nghĩa trùng, cách sử dụng trùng nhau nên các bạn không cần phải dùng hoàn thành tiếp diễn cũng được. Nhưng mà nếu các bạn biết dùng thì nó sẽ hay hơn ở một số trường hợp là các bạn nhấn mạnh tính tiếp diễn. Ví dụ như khi các bạn trời nó mưa, mà nó mưa một ngày hai ngày, một lúc thì không sao, nhưng nó mưa 2-3 ngày liền thì các bạn nói là trời nó đã mưa 3 hôm nay. Thì lúc đấy các bạn dùng hoàn thành tiếp diễn nó sẽ hay hơn, bởi vì các bạn nhấn mạnh là nó còn tiếp tục kéo dài nữa thì nó sẽ hay hơn. Còn nếu bạn nào mà nghe Xuân Tùng mỗi lần ra bài hát ấy, thì các bạn thấy là các cái hội người hâm mộ fan của Xuân Tùng là Sky, thì các bạn thường các bạn cày view, tức là các bạn cày lượt xem ở trên YouTube ấy, thì các bạn cứ nghe đi nghe lại về đấy, nghe đi nghe lại về đấy. Thì ví dụ như là mình là một người, mình thấy người ta nghe nhiều quá, các bạn nói là nó đã nghe cái bài hát này 3 tiếng rồi, thì lúc đấy nếu các bạn dùng hoàn thành tiếp diễn nó sẽ hay hơn, bởi vì ý này nó nghe rồi nó còn tiếp tục nó nghe nữa cơ. Đó, thì mình lúc đấy mình dùng hoàn thành tiếp diễn nó sẽ hay hơn là hoàn thành, chứ không phải là dùng hoàn thành cũng diễn đạt được nha. Hoàn thành diễn đạt được nhưng mà hoàn thành tiếp diễn nó hay hơn. Nào bây giờ chúng ta sẽ xem toàn bộ những cái anh vừa nói này. Nào, thể hoàn thành tiếp diễn đầu tiên các bạn có tiếp diễn là BP1. Sau đây các bạn mang hoàn thành cái từ B này, tức là các bạn đặt tổ chức BP1 này vào tổ chức have P2, thì các bạn sẽ được là have P2. Thì bây giờ BP1 đặt vào sẽ thành bin P1, nên tổ chức của hoàn thành tiếp diễn chung của nó sẽ là have bin P1. Các bạn phần have bin là của hoàn thành, P1 là của tiếp diễn. Đây chính là hoàn thành tiếp diễn. Nhớ cái này dùng P1 không dùng P2, tức là dùng động từ dạng ing ấy. Thì dạng chung của nó sẽ là như này: have bin P1 đã và đang làm gì. Thì trong đấy các bạn bắt đầu chia về các thì. Thì các bạn lại có have là trợ, thì các bạn lại chia thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn là have has này, quá khứ hoàn thành tiếp diễn là has này, tương lai hoàn thành tiếp diễn là will have, và tương lai trong quá khứ hoàn thành tiếp diễn là would have. Rất dễ, chia thì không có gì khó cả. Đấy, còn bây giờ dùng thì các bạn sẽ xem dùng như nào nhá.
Thứ nhất là việc sử dụng thì diễn đạt việc trước thời điểm còn kéo dài thì đó, và vấn đề đây này là còn phải tiếp tục kéo dài nữa. Thì đấy nó mới tạo ra tính tiếp diễn. Đặc điểm là thể hoàn thành tiếp diễn thì sử dụng giống như thể hoàn thành nhưng có thể dùng thể hoàn thành thay thế. Thể hoàn thành tiếp diễn nó chỉ nhấn mạnh tính tiếp diễn cao hơn thể hoàn thành. Đấy là cái đặc trưng của thể hoàn thành tiếp diễn. Và thể hoàn thành tiếp diễn không thể diễn đạt một hành động chấm dứt, bởi vì nó còn phải tiếp diễn hành động chấm dứt không được. Nó sẽ khác, bởi vì thể hoàn thành ngoài diễn đạt ra cái việc thời khoảng là việc xảy ra trước thời điểm còn kéo dài đến thời điểm, thì nó còn diễn đạt một hành động kết thúc để lại kết quả. Cái này hy vọng các bạn nhớ. Ví dụ tôi đã ăn sáng rồi, I have eaten breakfast. Đấy là hành động kết thúc rồi, nhưng nó còn để kết quả lại là ví dụ như là nên là tôi không đói nữa, còn nên là tôi không muốn ăn. Thì cái đấy là hoàn thành diễn đạt được, nhưng hoàn thành tiếp diễn không diễn đạt được, bởi vì hoàn thành tiếp diễn hành động phải còn tiếp diễn cơ, thì người ta mới có hoàn thành tiếp diễn được. Nên là cái này chỉ diễn đạt được thời khoảng thôi. Chia động từ thì như ai vừa anh nói rồi, các bạn sẽ chia have ra thôi. Đây, ở đây các bạn sẽ có một số câu, ví dụ như chúng tôi đọc tiếng Anh được 4 tháng là we have been learning English for 4 months. Thì khi người ta nói câu này có nghĩa là các bạn còn phải học nữa. Anh tự nhiên anh hiểu như thế bởi vì nó hoàn thành rồi nhưng nó còn tiếp diễn nữa. Đó. Bây giờ các bạn thử, một số bạn nào đấy đặt thử cho anh câu, một số câu dùng hoàn thành tiếp diễn xem nào. Anh Quốc đặt cho em thử một số câu dùng hoàn thành tiếp diễn này. Tức là các bạn hoàn toàn dùng hoàn thành như thế, nhưng mà anh muốn các bạn dùng hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh thêm nhé. Tính tiếp diễn. Còn học xong cái này các bạn có thể quên đi cũng được, không sao. Nhưng mà phải nhớ hoàn thành để mà dùng. Nào, trời đã mưa 2 ngày rồi. Mà ý là bây giờ còn mưa nữa. It have been raining. It had been raining for 2 days. Okay, for 2 days. Nó đã nghe cái bài hát đó 3 tiếng đồng hồ rồi. Nó đã nghe cái bài hát đó 3 tiếng đồng hồ rồi. Đây anh nghe từ listen, lắng nghe đây. Nó ở đây là người. Nó là ít à? Nó là người, ít là vật. Nó vâng. Các bạn vẫn gọi là người, mà ví dụ thằng con trai tôi nó đây vẫn là người. Vẫn phải dùng he hoặc she. He has been listening. Nó không phải listen, anh xin phiên âm của nó kìa. Listen. Listening for today à? Mấy ngày? Nghe cái bài hát đó 3 tiếng đồng hồ. She has listening. She has been listening. Dừng. Anh phát âm lại cho em từ lắng nghe là listen chứ không phải listen. Listen. Okay. He has been listening for 3 hours. Listening bài hát đó. Listen to. Listening to the song. Bài hát đó. Đó. Giáp. Ấy. Giáp. Đó ấy. It's. Ôi đó. Đúng nhỉ? Từ đó ấy. Giáp hay dê gì vậy? Đúng. Không có giáp. Giờ ạ. Giờ. Đại từ. Đâu nhỉ? Đây. À đâu? Đây chứ. Rồi anh đặt tiếp đi. To the song. To the song for 3 hours. Ok, anh đặt lại cả câu này. He has been listening to the song for 3 hours. Ok, for 3 hours. Rồi, ok. Bạn khác đặt thử cho anh một vài câu nào. Thủy đặt thử cho anh xem nào. Họ đã sửa con đường đấy cả tháng này. They
they have been repairing the row a month cả tháng ôn đây này bên dưới này chị này à Thúy này à cả tháng rồi ôn mạnh ok tính tới giờ này ngày hôm qua ở đây có vài câu này tính tới giờ này ngày hôm qua cậu ta đã lại nhà tôi được 5 ngày ví dụ như là khách đến chơi 1 ngày 2 ngày thì các bạn có thể là các bạn sẽ còn quý nhưng mà chơi 5 ngày 10 ngày là bắt đầu ra là sinh ra là cảm thấy không thoải mái thì lúc đấy các bạn sẽ nói cái câu là tính đến giờ này ngày hôm qua cậu ta đã ở lại nhà tôi được 5 ngày ý là cậu ta còn ở tiếp ấy thì các bạn sẽ dùng câu hoàn thành tiếp diễn nó sẽ hay hơn. He has been staying. Now has been a had been. Quá khứ tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn nha nhỉ? Đang ở tiếp mà. Giờ này ngày hôm qua, anh không biết nhưng mà người ta câu của người ta tính là đến giờ này ngày hôm qua thôi. Chứ không phải tính tới He had been staying at my house for 5 days. Okay, for 5 days. Tính giờ này this time yesterday. Tính tới, rồi có từ tính tới nữa. Tính tới là cái gì anh nhỉ? By this time. À, by this time yesterday. Okay. Rồi anh chỉ cho các bạn qua cái thể hoàn thành một chút, hoàn thành diễn này một chút thôi. Còn thể này các bạn cần ngồi không cần học kỹ. Các bạn chỉ cần biết là khi nào các bạn muốn nhấn mạnh tính tiếp diễn cao hơn của thể hoàn thành thì các bạn nó dùng hoàn thành tiếp diễn. Còn không các bạn cứ dùng hoàn thành mà thay thế. Được chưa? Hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn đều diễn đạt nghĩa đã. Tiếp diễn diễn đạt nghĩa đang. Tương lai diễn đạt nghĩa sẽ. Còn nếu không đã đang sẽ dùng hiện tại hoặc quá khứ. Đấy là xong về thì. Bất cứ một câu nào các bạn đặt đều sẽ nằm trong thì. Nên thì là phần quan trọng nhất trong việc hình thành câu trong tiếng Anh. À, trong việc chia động từ trong tiếng Anh. Câu các bạn hình thành xong có phần động từ này này. Mà các bạn đi chia chắc chắn nó kiểu gì, chia kiểu gì nó cũng nằm trong một trong các thì này. Nên thì là quan trọng nhất. Để các bạn thấy thậm chí chia theo ngôi. Ngôi 3 là thêm S và thêm S. Thực ra nó nằm ở thì hiện tại đơn giản này này. Chia theo dạng khẳng định và phủ định và nghi vấn các bạn chia theo trợ động từ. Đúng không? Thì trợ động từ các bạn cũng nằm ở trong một trong những cái dạng này. Vì nếu có trợ động từ ở quá khứ các bạn chuyển can về could. Trợ động từ hiện tại là can nhưng chuyện trợ động từ quá khứ là could. Như vậy nó có thể nằm ở trong những dạng này. Nên dù chia theo ngôi hay chia theo dạng thì đều nằm trong thì hết. Nên thì là phần quan trọng nhất các bạn sẽ phải nắm. Mà trong thì chỉ diễn đạt được đã, đang, sẽ và không có nghĩa gì cả. Không nghĩa gì cả của hiện tại hoặc quá khứ. Thì sau khi các bạn học xong về thì đâu có. Thì đáng lẽ ra các bạn sẽ sang học thái. Nhưng vì trong phần thái người ta sẽ phải dùng câu dài. Và thêm nữa, trong phần thì này thì như các bạn học thế là các bạn sẽ xong phần thì các bạn chưa thể nắm ngay được thì được ngay. Nắm mà nó thành thạo được ấy. Nên là anh sẽ chuyển sang phần câu phức tạp. Cái mục đích của câu phức tạp này thì các bạn học thứ nhất là để thực hành phần thì cho nó thành thạo. Và thứ hai là chuẩn bị công cụ câu phức tạp để chuyển sang đặt câu bị động. Chủ động thì từ đầu đến tí, tự anh sẽ giải thích chủ động từ đầu đến giờ các bạn học rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ học sang bị động thôi. Nào trong câu phức tạp này anh sẽ giải thích này. Các bạn đầu tiên là khái niệm mệnh đề. Mệnh đề là cái gì? Thì bây giờ anh sẽ có ví dụ cho các bạn thấy nhá. Ví dụ như các bạn có câu là cho nhỏ lại một chút này. Tôi yêu cô ấy xinh. Thì đây là hai câu đơn giản. Tôi yêu cô ấy là câu 2, ghép với cô ấy xinh là câu 3. Ví dụ như các bạn thêm từ đây là hai câu. Nhưng nếu anh thêm từ vì vào, anh ghép hai câu này lại. Tôi yêu cô ấy vì cô ấy xinh. Thì mỗi cái này người ta gọi là một mệnh đề. Đó. Thì câu này các bạn có hai mệnh đề. Thì mệnh đề thực chất chính là cái câu đơn giản nằm trong một câu phức tạp. Thì người trong cái câu phức tạp người ta sẽ không gọi cái câu từng câu nhỏ này là câu đơn giản nữa. Mà người ta gọi là từng mệnh đề. Đấy chứ ạ.
Thế như vậy cái mệnh đề chính là một câu. Đơn giản. Được chưa? Bây giờ các bạn lại có 3 loại mệnh đề trong tiếng Anh. Mệnh đề đầu tiên là mệnh đề trạng ngữ. Thì tức là mệnh đề là một câu đơn giản. Trạng ngữ thì nó nằm ở vị trí nào, như các bạn thấy này, trạng nằm ở vị trí này. Đúng không? Như vậy một câu đơn giản nằm ở vị trí của trạng ngữ thì nó sẽ là mệnh đề trạng ngữ. Mệnh đề trạng ngữ tức là một câu câu đơn giản làm trạng. Có nghĩa là như nào? Ví dụ các bạn có câu này nhé. Tôi yêu cô ấy nhiều này. Như anh dùng đúng rồi câu vừa trên đi. Là I love her much, đúng không? Đây các bạn dùng trạng từ much. Much nằm trạng từ là trạng từ nhiều. Bây giờ anh đổi thành I love her because she is rich. Thì các bạn thấy toàn bộ phần because she is rich nằm sau câu này đúng không? Các bạn thấy hai vị trí tương đương với nhau, có phải là cái này là trạng, cái này đoạn này cũng giống như một trạng đúng không? Các bạn bỏ đi được này. Đó, cái này cũng giống trạng này, các bạn bỏ đi được này. Đó, thì một câu tương đương với một trạng người ta gọi là mệnh đề trạng. Đó, thì đây chính là mệnh đề trạng. Còn mệnh đề loại thứ hai là mệnh đề danh từ. Thì mệnh đề lại là một câu, danh từ là một loại từ. Thì mệnh đề danh từ tức là một câu. Đấy, anh ghi này. Trạng này. Ngữ này. Bây giờ anh có câu mệnh đề danh từ tức là một câu tương đương với một danh từ. Ví dụ các bạn có câu là tôi biết tiếng Anh. Ở đây các bạn có từ English là danh từ. Bây giờ anh đổi thay vì dùng tôi biết tiếng Anh thì tôi biết. I know là rằng cô ấy đẹp. She is beautiful. Thì ở đây các bạn thấy này, English là một danh từ. That is beautiful là một câu. Đây các bạn đều nằm sau từ know này. Thì một câu có giá trị tương đương với danh từ. Người ta gọi là mệnh đề danh từ. Đó. Đây là anh giải thích tại sao cái tên gọi của nó như thế nhá. Còn loại thứ ba là mệnh đề tính ngữ. Đây. Loại này là loại khó nhất trong ba loại mệnh đề. Tức là một loại mệnh đề tương đương với tính từ. Ví dụ như các bạn nói là cô ấy à cái gì nhỉ? Đó là một cuốn sách hay. Thì ở đây các bạn dùng tính từ hay nằm sau cuốn sách này. Nhưng bây giờ thay vì dùng cuốn sách hay, anh có thể đó là một cuốn sách mà tôi rất thích. Thì các bạn thấy này, từ mà tôi rất thích tương đương với từ hay. Mà tôi rất thích là một câu, hay là một tính từ. Thì cái này người ta gọi là một câu tương đương với tính từ, chính là mệnh đề tính ngữ. Cái này các bạn nào bên ngoài thì học chính là người ta gọi là mệnh đề quan hệ đấy. Còn anh gọi là mệnh đề tính ngữ bởi vì anh phân theo loại từ. Anh ấy gọi là mệnh đề tính ngữ. Như vậy mệnh đề trạng ngữ là một câu tương đương với trạng, mệnh đề danh là một câu tương đương với danh, mệnh đề tính là một câu tương đương với tính. Tức là nó sẽ làm được mệnh đề trạng, làm được mọi câu, mọi câu mà làm trạng ngữ, à là một câu làm trạng ngữ, còn mệnh đề danh là một câu làm danh từ, mệnh đề tính là một câu làm tính ngữ. Yeah. Thì đấy là ba loại câu. Thì cái phần bài hôm trước anh đã cho các bạn học loại mệnh đề trạng rồi. Đây. Thì nhiệm vụ của các bạn trong phần câu dài này thực ra rất là dễ. Các bạn chỉ cần học cho anh duy nhất một thứ người ta gọi là liên từ. Đâu rồi? Liên từ. Tức là từ nối. Liên từ chính là cái loại từ cuối cùng trong phần này các bạn chưa học cái này. Các bạn còn phần này liên từ này các bạn chưa học trong loại từ này là từ nối này. Thì bây giờ các bạn học. Thì trong nhiệm vụ của bài này thực ra các bạn chỉ cần học từ nối, sau đấy các bạn nối các cái câu đã được chia của động từ lại với nhau. Thì chia thì chắc chắn nó nằm trong phần thì rồi. Đó, chia thì nó nằm trong phần thì. Các bạn chỉ việc học từ nối để ghép cái câu này lại với nhau, ghép cái câu chia theo thì vào với nhau, thế là xong. Thì hôm trước các bạn học xong mệnh đề trạng rồi. Tức là những từ này sẽ giúp cho các bạn tạo ra một câu tương đương với trạng. Không biết các bạn học xong phần này rồi. Được chưa? Thế các bạn sang loại là mệnh đề thứ hai là mệnh đề danh từ. Tức là một câu tương đương với danh từ. Đây. Thì danh từ các bạn biết là nó làm được vị trí của chủ ngữ, của chủ tân trực. Thì mệnh đề danh từ nó cũng làm những vị trí đấy.
Thì trong mệnh đề này nó sử dụng hai loại từ, là một loại từ không tham gia vào ngữ pháp của mệnh đề danh từ và một loại có tham gia vào ngữ pháp của mệnh đề danh từ. Anh sẽ giải thích cái này sau. Còn bây giờ nhiệm vụ các bạn cứ học cho anh thuộc từ nối. Sau đấy là các bạn đặt câu thế thôi. Là từ đầu tiên anh cần các bạn học cho anh là từ that. Từ này là từ thông dụng lắm. That này có nghĩa là rằng là. Bây giờ sau nó sẽ là một câu. Nó là từ nối mà. Sau nó sẽ là một câu. Ok, bây giờ anh cần một bạn đặt cho anh nhá. Phúc đặt cho anh thử nào. Vâng. Tôi biết rằng cô ấy đẹp. I know that. Ừ. Sau that là câu cô ấy đẹp. Đặt cho anh vào. She is beautiful. Ừ, she is beautiful. Tôi nghĩ, từ nghĩ em có biết là gì không? I think. Ừ. Tôi nghĩ rằng họ, tôi nghĩ rằng cô ấy đã ngủ. I think that đã. She đã là chia ở đoạn sau rồi, đoạn trước mình cần quan tâm. Đoạn trước quan tâm chỗ nào em cứ chia chỗ đấy kệ nó, không ảnh hưởng với nhau. Sinh là không có đã đang sẽ, em cứ chia hiện tại quá khứ tùy theo quan điểm của em. Còn việc sau nó là đã thì em phải chia ra đã là đúng. I think that she have slept. She has slept. Ừ, she has slept. Okay. Rồi. Đấy, các bạn thấy đặt câu chỉ vậy thôi. Thêm từ rằng là, cái này thì người Việt Nam biết quá thạo từ rằng là. Rồi. Thu Thủy đặt từ cho anh nào. Dạ. Tôi đồng ý rằng cô ấy. Tôi đồng ý rằng cậu đúng. Đây, tôi đồng ý rằng cậu đúng đây. Tôi đồng ý là gì nhỉ? Em biết không? Agree. Ừ, tôi đồng ý rằng cậu đúng. I agree that you are right. Ừ. Tôi không nghĩ rằng mình sai. I don't think that I am wrong. Wrong, không cần phải wrong. I'm wrong. I'm wrong. I am wrong. Ok, đấy. Câu nữa này. Tôi sợ rằng hắn ta đang nói dối. Chờ anh chút. Anh xem các nhóm VI có giới từ các bạn học rồi đúng không? VI có giới từ. Đúng không ạ? Tôi sợ rằng hắn ta đang nói dối chúng ta. Tôi sợ rằng đấy, sợ đấy. Đâu nhỉ? Đâu? Đây. Sợ đây này. I am afraid that he's đang nói dối. Đang nói dối chúng ta. He is lying. Lying us. Nào, lying us là thế nào? Anh vừa dẫn ra. Lying là về y. Sau đó phải dùng giới danh. Giới dùng danh. Nhìn từ like kìa. Nói dối. Nói dối chúng ta. Em không hiểu chỗ này à? Hay chính xác là em không hiểu anh đang nói gì đúng không? Có hiểu không thì anh còn giải thích. À, cái chỗ giấy anh nói giấy động danh nhỉ? Ừ. Em có hiểu không? Chưa hiểu. Là tua, tua, tua ớt. Ừ, đúng rồi, tua ớt. Các bạn này là VI. VI thì các bạn biết nó là câu 1. Nếu muốn có đối tượng là danh từ thì các bạn có thêm giới. Cái like là VI thì bắt buộc các bạn phải dùng giới là giới từ to. Cái này các bạn phải học thuộc. Like to. Em hiểu rồi. Ừ. Vâng. Đặt lại anh xem nào.
tôi sợ rằng I am afraid that I am he afraid that he is lying to us. He's lying to us. Okay, rồi bạn khác bạn nào. Việt đặt thử cho anh nào. Tôi tin là tôi có thể giải quyết được việc đó mà không cần, mà không có sự giúp đỡ của anh. Tôi tin rằng tôi có thể giải quyết được việc đó mà không có sự giúp đỡ của anh. I believe that giải quyết là gì anh? Trên màn hình anh thấy anh VT. I believe that I handle có thể giải quyết được the... No. Có thể. Okay. Dạ vâng. Thì có thể là gì? I can. Thế mà thôi. I can handle. Em đang nghĩ từ vấn đề. Giải quyết được việc đó. I believe việc đó. Các bạn lưu ý là tất cả những việc đó, thứ đó, việc này, thứ này các bạn lưu ý ít đi. Thay thế cho nó dễ. Dạ dạ. Không phải this work, that work thế này. Gì đó. Cứ dùng từ ít. I believe that I can handle it. Mà không có sự giúp đỡ của anh xem em có đạt được. Mà không có sự giúp đỡ của anh. Mà không có là đối tượng. Có biết giới thiệu mà không có. Không. Không nhớ à? Without của anh cơ mà. Hit have của anh là của bạn ấy. Ôi giời. Do have. I believe that I can handle it without your help. Without your help. Okay. Yeah. Rồi bạn khác đặt cho anh xem nào. Quân đặt cho anh thử vài câu nào. Tôi chắc chắn rằng cô ấy ở nhà. Tôi chắc chắn rằng hôm nay cô ấy ở nhà. I am sure that she stay at home. Hôm nay. Stay at home today. Đặt lại anh xem. I am sure that she stay at home today. Tôi xin lỗi là tôi đến muộn. I am sorry that I came late. I come late, chứ I came đâu. Lúc em nói câu này là em đến muộn rồi đúng không? Em đang chuẩn bị, em đang trong tình trạng đến muộn nên nó vẫn hiện tại. Em nghĩ từ đấy là em đến muộn rồi, phải nói diễn ra rồi. Diễn ra rồi nhưng mà lúc em nói câu này là em đang trong cái tình trạng đến muộn đúng không? Đúng không? Ví dụ là em đang nói câu này là em đang đứng ở cửa là đến muộn đây này. Đúng rồi. Nó là hiện tại chứ không phải quá khứ. Vâng. Đặt lại đi. I'm sorry that I come late. Ok. Các bạn lưu ý này, trong tất cả các trường hợp từ that các bạn được phép bỏ. Nhưng mà vì chúng ta tập đặt câu nên các bạn cứ đặt cho anh đủ cả that và để anh biết là các bạn có từ để nối câu. Còn trong văn nói người ta thường bỏ I think she's wonderful, I am sorry I'm late. Người ta không nói I'm sorry that I'm late. Người ta thường hay nói hơn là I'm sorry I'm late nhiều hơn. Đó thì các bạn có thể bỏ từ that đi nhưng mà
Ở đây anh cứ cần các bạn bỏ thêm vào cho anh để anh hiểu là các bạn đang dùng từ nối. Rồi, ok, đến là với từ that là từ rằng là. Tiếp theo các bạn có hai từ, từ có không để nối là whether if. Có không bình thường là câu hỏi thì các bạn dùng đảo trợ động từ lên. Nhưng đây là từ nối. Có không? Các bạn sẽ dùng từ whether hoặc từ if. Từ if có hai nghĩa, ngoài nghĩa có không nó còn có nghĩa nếu. Nên là các bạn sẽ tùy câu mà các bạn hiểu là if này diễn đạt nghĩa có không hay nếu. Cái này phần lớn là chúng ta đều biết nghĩa nếu thôi, còn nghĩa có không thì nhiều bạn không biết, nên có nhiều phim người ta dịch rất là buồn cười. Bởi vì từ nếu từ này người ta dịch là từ nếu, người ta không dịch là có không. Nên nó bị xa cái nghĩa, nó buồn cười đấy. Đó. Bây giờ các bạn sẽ thêm từ có không vào nối nhé. Ví dụ được rồi, anh xem nào. Giống như từ tát này thôi, các bạn chỉ nghĩa là thay vì rằng là, bây giờ nghĩa của nó là có không. Nguyệt đặt cho anh nhé. Tôi không biết cô ấy có nhà không. Dạ. Tôi không biết cô ấy có nhà. Yes, I don't know she whether. Nào nào, whether là từ nối, phải đặt đầu câu, đặt đầu mệnh đề danh từ. Whether I don't know. Không không không. Tôi không biết cô ấy có nhà không, thì từ có nhà không nó phải nằm đầu cái câu cô ấy có nhà. Nó giống như tôi không biết. Tôi không biết rằng ấy, tôi biết rằng, từ rằng phải đặt đầu đúng không? Thì từ có whether, không nó phải. Whether she stayed at home, I don't know. Cái gì? I don't know phải đặt trước. I don't know whether. Sau đấy đến câu. I don't know whether she stayed at home. Ừ. Hiểu chưa? Từ whether nó phải nằm đầu, tức là đầu cái câu cô ấy có nhà, chứ không phải là đầu cả cái câu này. Đầu cái mệnh đề danh từ. Ừ. Tiếp. Tôi không biết cô ấy có chồng chưa? I don't know whether she get married. She get married cũng được. Đấy là cô ấy kết hôn. Ừ, get married cũng được. Rồi, dùng từ get married. Ok. Tiếp. Tôi không chắc cô ấy có từ xuống đây xem nào. Cô ấy hỏi thằng bé có đói không? Đây, hỏi đây. Đó, cô ấy hỏi thằng bé có đói không? Hỏi là ask. Đói là... Yeah. Từ đói em có biết là gì không? Hungry. Ừ, hungry là tính từ. Cô ấy hỏi thằng bé có đói không? She asked the boy are you hungry? Nào, đấy là em lặp lại một cái lời dẫn trực tiếp. Ở đây, cái loại này chính là cái loại lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp này. Ví dụ như câu của em vừa rồi là, Nguyệt vừa rồi là nó sẽ như thế này này. Anh sẽ nói cho các bạn biết cái lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp là như nào. Là she asked. Câu này phải quá khứ Nguyệt nhá. Yeah. Vì này là hành động xảy ra rồi. Are you hungry? Đó, là lời dẫn trực tiếp. Thì các bạn lưu ý này, nó khác với lời dẫn trực tiếp của tiếng Việt. Là thay vì người Việt Nam mình dùng hai chấm mở hoặc kép, thì ở trong tiếng Anh các bạn phải dùng dấu phẩy và mở dấu dẫn đường đơn, chứ không phải là dấu dẫn đường kép. Để phân biệt với dấu ngoặc này, mình gọi là dấu ngoặc này là ngoặc đơn. Còn dấu trên hai chấm mở hoặc kép thì là dấu ngoặc kép. Nhưng mà nếu thế thì gọi cái dấu này thì trong tiếng Việt mình cũng không có, mình không gọi được. Nên anh sẽ gọi là dấu dẫn đường đơn và dấu dẫn đường kép. Thì dấu dẫn đường kép là dấu như này. À đâu, như nào nhỉ? Đấy, như này là dấu dẫn đường kép. Còn một dấu này dấu dẫn đường đơn. Thì người ta sẽ dùng dấu phẩy và dấu mở dấu dẫn đường đơn. Đó. Thì đây là lời dẫn trực tiếp. Đoạn này là dẫn trực tiếp. Còn khi các bạn đặt sang tiếng Anh thì các bạn sẽ có thể chuyển cái câu này. Ví dụ như các bạn câu vừa rồi ấy, là cô ấy hỏi thằng bé có đói không, chứ không phải là cô ấy hỏi là cháu có đói không. Tức là cháu có đói không là lời dẫn trực tiếp. Bây giờ các bạn sẽ phải chuyển cái này dẫn này sang lời dẫn gián tiếp. Là she asked whether hoặc là if. Từ whether này viết đúng nhỉ? Tự nhiên anh quên mới viết rồi. Whether nhìn thấy thời tiết. À đây rồi. Whether. Dư chữ A. Ừ. Whether he hoặc là the boy đi. He was hungry.
Đó, thì đây là các bạn mới được câu là cô ấy hỏi là thằng bé hoặc là cậu ấy có đói không. Đó, cái loại này không phải là câu hỏi, các bạn không dùng dấu hỏi chấm. Có không này không phải là câu hỏi, không phải là, các bạn không dùng dấu hỏi chấm. Đấy ạ. Và các bạn cũng không có đảo điếc gì cả. Từ whether là từ nối, có không là đủ. Đó, thì câu của em dùng cách này cũng được. Nhưng mà cái cách này thì nếu mà trong văn nói thì người ta khó biết là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp, thì các bạn nên chuyển sang lời dẫn gián tiếp này thì các bạn nói. Còn cái này thì hiển thị trong văn viết sẽ rõ hơn. Cái này thì dùng văn trong văn nói sẽ rõ hơn. Chẳng có cách nào sai cả, cách nào cũng được. Ok. Rồi, đấy là nghĩa từ có không, các bạn dùng whether if. Tiếp theo, các bạn dùng cho anh nhóm nghi vấn từ, là những từ các bạn học rồi ấy, để làm từ nối. Ví dụ cậu ấy là ai thì đấy là câu hỏi. Còn tôi không biết cậu ấy là ai thì đấy không phải là câu hỏi nữa. Và câu đấy là một câu trần thuật. Thì tôi không biết cậu ấy là ai, các bạn cũng dùng cái vế cậu ấy là ai. Nhưng các bạn thấy này, tôi không biết cậu ấy là ai không phải là câu hỏi. Nên việc đầu tiên các bạn sẽ phải nhớ là không có đảo. Không phải câu hỏi, không có đảo nữa. Và thứ hai là không có dấu hỏi chấm. Thì bây giờ ví dụ các bạn có câu hỏi là cậu ấy là ai, là who is he? Nhưng bây giờ hỏi là tôi không biết cậu ấy là ai thì là, anh ghi bản tiếng Việt nhé. Tôi không biết cậu ấy là ai. Thì thứ nhất, cái này các bạn không dùng dấu hỏi chấm, các bạn chỉ dùng dấu chấm thôi. Bởi vì đây không phải câu hỏi nữa. Và thứ hai, vì không có yếu tố hỏi, không cần câu hỏi nên không đảo nữa. Các bạn sẽ trong phần mệnh đề danh từ này các bạn sẽ không đảo nữa. Là I don't know này, phần tôi không biết xong nhá. Từ nối là ai các bạn sẽ phải đặt lên trước. Who, bởi vì những từ này là từ nối này. Who, sau đấy phần còn lại các bạn sẽ không đảo nữa, các bạn sẽ là who he is, không phải who he is. Được chưa? Nên phần này nó sẽ ngược với phần câu hỏi. Nếu bạn nào hỏi quen rồi thì phần này khá khó với các bạn, vì các bạn phải đảo ngược lại. Đó. Thì ở đây các bạn dùng tất cả những từ nào nghi vấn từ các bạn đều có thể làm từ nối được. Who, which, what, when, where, why, how. Đó, dùng những từ này để các bạn làm từ nối. Ok. Giờ một số bạn đặt thử cho anh nhá. Lên trên lại này. Bạn anh đặt cho anh thử xem nào. Alo. Em đây ạ. Ok, đặt cho anh nhá. Tôi không biết cô ấy muốn gì. Tôi không biết cô ấy muốn gì. I don't want to. Cái gì? No. Tôi không biết trước. I don't know what she wants. I don't know what she wants. Đúng rồi. Tiếp. Know what she... Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ đến. I don't know she is come. Đúng không ạ? Sẽ. Có anh đâu? Tôi sẽ không? I don't know when he... I don't know chứ không phải I don't know. Không có sờ sao đâu. I don't know. Em cứ hay bị thêm cái chữ. Cái này các bạn quen là các bạn sẽ phải lưu ý để mình sửa dần. Phần thực ra phần sửa này anh sẽ sang phần nói, anh sẽ sửa cho các bạn rất quyết liệt. Nhưng mà thôi thì phần tập đặt câu này thì cũng biết thì mình sửa dần. Nhưng còn sau phần nói sẽ rửa cho các bạn thành phần xạ nó đúng lại. Rồi đặt lại cho anh ấy. I don't know, không có I don't know nhé. I don't know. No. When she come. Đâu. Khi nào cô sẽ đến. She will come. When she will, mình sẽ win. When she will come. Ok. Tôi không chắc cô ấy. Tôi không chắc cô ấy. Từ dưới xem. Xuống dưới đi cho nó dễ. Bao nhiêu tuổi? Tôi không chắc. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Tôi không chắc là gì hả? Chắc chắn là gì? Chắc là sure này. I'm not sure. No. Dừng. Tôi không chắc.
Sure là tính từ thì dùng động từ gì để phủ định? I am not sure. I am not sure. I am not sure how old she How old she is, đúng không? How old she is. Ok, câu khác này. Tôi cũng chắc khi nào cô ấy sẽ trở về. Khi nào cô ấy sẽ trở về là... Trở về là... Come back. I am not sure when she will come back. Cô ấy hỏi cậu ấy làm... Tôi hỏi cô ấy làm việc đó... À, từ từ, anh cho bạn khác đặt ra nhé. Chị Mai đặt nào. Cô ấy hỏi tôi làm việc đó như thế nào? She asked me how do it? Tôi làm việc đó như thế nào? She asked how do it me? Từng câu đầu không nói đúng rồi cả. Chưa câu nào đúng. Thầy đọc lại câu tiếng Việt. Trên màn hình nghe chưa chị kìa. Tôi hỏi câu 16, tôi hỏi cô ấy làm việc đó như thế nào. I asked her how do it. Chủ ngữ đâu, cô ấy đâu? Sau how nó phải là một câu của chị với chủ ngữ của chị đâu? How she do? Việc đó. Đó. Quên mấy câu này thầy giải. Rồi thì bạn khác đặt nào. Thùy đặt thử anh xem có đặt được không nào. Em đang rất bối về máy tính nên là em không nhìn thấy câu đấy mất rồi. Thế bây giờ em nghe được chưa? Để anh đặt lại bản tiếng Việt. Rồi ạ. Chứ câu 16 kìa. Tôi hỏi cô ấy làm việc đó như thế nào. I asked her. Tôi hỏi cô ấy làm việc đó như là tôi hỏi cô ấy làm việc đó. Ô, câu này sẽ có hai cách. Từ từ tôi đặt câu khác đi. Anh ta trả lời tôi tại sao anh ta đi làm muộn. She answered me why he is come late. He is come late hay là he is hay là cái gì đấy? She is. Sao này? It said. Rồi, đặt lại xem nào. He answered me why she. Nào, he hay she dùng một cho anh trong một trong hai từ thôi. He asked me. Why he's come late? Why he come late? Come chia ra thêm s vào. Came. Không, cái này không. Vâng ạ. Đặt lại. He answer me why he comes late. Ok, rồi. Rồi, anh cảm ơn. Nào các bạn có một lưu ý ở đây này. Nếu trong mệnh đề báo hiệu bằng whether if, tức là cái loại dùng có không, hoặc mở đầu bằng nghi vấn từ, là cái nhóm bên phải này này, mà không có chủ ngữ, chỉ có hành động, thì các bạn dùng động từ nguyên thể có to. Ví dụ như các bạn nói là tôi không biết anh ấy làm gì, thì các bạn nói là I don't know what he does. Nhưng tôi không biết làm gì. Các bạn thấy đây này, sau phần tôi không biết
thì phần đây là phần làm gì bây giờ. Câu này không có chủ ngữ, có mỗi hành động là làm gì thôi, thì các bạn sẽ dùng là what to do, à, thêm now nữa, và là làm gì bây giờ. Tức là các bạn dùng cái phần nghi vấn từ hoặc là whether if sau đấy với động từ nguyên thể có to, bởi vì có mỗi hành động thôi thì các bạn sẽ dùng động từ nguyên thể có to, được chưa? Hoặc là các bạn có kết bạn như thế nào là một nghệ thuật. Câu này không có chủ ngữ. Ví dụ họ kết bạn như thế nào là một nghệ thuật thì có chủ ngữ là họ. Nhưng kết bạn thì có mỗi hành động không, thì các bạn sẽ dùng how to make friends như thế nào. Sau đấy là is an art, là một nghệ thuật. Được chưa? Nên là ví dụ khi các bạn search cái gì ở trên Google ấy, các bạn hay search là how to make friends chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy how to này. Đó. Cái này người ta gọi là ví dụ 10 tips to make new friends. How to make friends as an adult in 5 easy to use steps. Tức là làm thế nào kết bạn, làm thế nào để người lớn kết bạn trong 5 bước đơn giản. Thì các bạn hay dùng những cái tổ chức này để các bạn dễ đạt. How to ấy chẳng hạn, hoặc là what to ấy. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cái loại này. Đây có một số câu này. Nào bây giờ thử một bạn nào đấy đặt cho anh câu nào. Không có chủ ngữ thì các bạn bỏ chủ ngữ đi, dùng động từ nguyên thể có to vào đấy thôi. Huyền đặt cho anh thử này. Tôi không biết sống ở đâu bây giờ. I don't know when he đâu đâu when he là cái gì đấy, từ nối nào where trong câu sau không có sống. I don't know when, ở đâu chứ phải ở khi nào, when ở đâu là where chứ. Thì em vừa em đọc là when này. I don't know where live. Nào live có mỗi hành động thôi thì dùng to. Live to live. Live to live này. I don't know. Nguyên thể. Nguyên thể có to. Nguyên thể có to thì là to live. Live to live là cái gì? To live. Where to live. I don't know where to live. Tôi hỏi cô ấy làm việc đó như thế nào. I ask how to do. Tôi hỏi cô ấy. I ask him how to do. Ask she, ask her. I ask her to do what to do. Như thế how nào? To do. Đặt lại thằng bình tĩnh, đặt cho đúng rồi, không sai, sửa nhiều. I ask her how to do. Việc đó. How to do it. I ask her how to do it. Rồi. Cô ấy tự hỏi không biết tại sao lại cưới anh ta. À cái này hy vọng là các bạn không có bạn nào phải hỏi. Đây. Wonder. Hỏi nào wonder. Rồi không biết là wonder. She wonder why to marry him. She wonder why to marry him. Ok. Rồi. Đó. Đi nhỉ. Đây cái này các bạn nếu bạn nào trước đây các bạn có bạn nghe bài bài My Love Wet Life, các bạn sẽ có cái cụm dùng nghi vấn từ rất là nhiều này. Rồi các bạn thử nghe cái bài đấy nhé. Xem các bạn có nghe được không. Cái này thì từ lâu rồi nhưng mà anh nghĩ là cái mức độ phổ biến của nó thì nhiều bạn vẫn biết. In an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. Đây các bạn chuẩn bị nghe này. Mình phát cái này lên YouTube lại báo bản quyền cho mình xem. Vì anh đang quay lại màn hình mà. Nghe nhá. Đây các bạn nghe chưa? I wonder how. Wonder why. I wonder why. I wonder where they are. I wonder where they are.
Tôi tự hỏi là làm nào, tôi hỏi làm sao, mà tôi hỏi là hỏi đâu. Đó. Getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had. Cái phần the day we had này chính là mệnh đề tính ngữ, là phần cuối cùng của cái phần câu dài này này. The day that we had. Cái đấy thì các bạn đi tính sau. Bây giờ đấy là các bạn thấy là nó dùng ở ngoài đời khá khá đấy. Rồi. Ok, đấy là xong về phần mệnh đề danh từ. Thì bây giờ anh sẽ giải thích cho các bạn cái phần không tham gia vào ngữ pháp của mệnh đề danh từ và có tham gia vào ngữ pháp của mệnh đề danh từ này là thế nào. Thì anh sẽ nói có lại, anh viết lại cho các bạn hai câu nhá. Ví dụ, I know that she is beautiful. Thì các bạn thấy từ that này này, đây là từ nối. Thì nó chỉ là từ để nó báo đằng sau nó là một câu của mệnh đề danh từ và nó không tham gia vào câu này. Để các bạn thấy câu này có chủ ngữ này, VL này, bổ chủ này. Câu các bạn đủ 3 thành phần. Nhưng đây là câu sử dụng từ who làm từ nối. I don't know who she is. Các bạn thấy này, chủ ngữ này, VL này, câu này thiếu bổ chủ. Đúng không? Who is thiếu bổ chủ. Thì bổ chủ là cái gì? Chính là who. Nhưng vì nó làm từ nối nên nó phải đặt ở giữa mệnh đề danh từ với phần câu còn lại. Nên nó phải đặt. Mà các bạn luôn nhớ từ nối là nó phải nằm đầu một cái mệnh đề đấy. Chứ nó không thể nằm ở cuối hay nằm ở vị trí nào. Bắt đầu nó bắt buộc nó phải nằm ở mệnh đầu mệnh đề. Nên thì bản chất từ who nó nằm ở đây thì nó phải nằm ở đây. Thêm từ nối. Đấy chưa? Thì từ that này không tham gia nhưng từ who này nó làm bổ chủ ở trong câu đằng sau. Hoặc nếu các bạn đổi từ này là what she wants. Thì các bạn thấy what này làm tân trực cho want. Nhưng vì nối nó phải là đảo nên anh giải thích cho các bạn hai cái khái niệm này. Là không tham gia vào ngữ pháp của mệnh đề danh từ và có tham gia vào ngữ pháp của mệnh đề danh từ là như thế nào. Đấy chưa? Rồi bây giờ còn thời gian còn lại các bạn sang loại mệnh đề cuối cùng. Mệnh đề khó nhất. Lý do nó khó là nó như thế này. Các bạn đến tất cả những từ nối này, từ nào nó có nghĩa. Ai thì các bạn biết ngay là who, whom, cái gì là which, rằng là thì that, có không là whether. Còn bên trên thì các bạn có trước khi là before, sau khi là after, cho đến khi là till, until. Nhưng riêng với cái loại thứ ba này là mệnh đề tính ngữ thì tất cả các từ nối của nó người ta sẽ sử dụng quan hệ từ làm từ nối. Tất cả các từ nối của nó đều có nghĩa là mà. Mà. Còn phần này thì phần ghi đằng sau này không các bạn không dịch đến. Nên tất cả các trường hợp của nó đều là mà, nên các bạn phải dựa vào cái vị trí của nó trong câu để các bạn biết xem từ mà đấy là cái gì. Là đại từ thì sẽ dùng những từ này, là tính từ thì sẽ dùng từ này, còn nếu mà từ nối mà là trạng từ ở trong câu đằng sau thì dùng những từ này. Đó, bởi vì tất cả nó trong câu 3 này, trong loại mệnh đề thứ ba là mệnh đề tính ngữ này đều là mà. Nào bây giờ anh sẽ nói về cái loại mệnh đề này nhá. Nên việc đầu tiên là nó khó hơn những loại khác bởi vì nó từ nối không có nghĩa cụ thể. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào từng cái mục một liên quan đến mệnh đề tính ngữ này. Thì đầu tiên là cái khái niệm. Thì các bạn biết là tên của nó, mệnh đề là một câu tính ngữ thì giống như tính từ, tức là một câu dùng như tính từ. Thì tính từ thường đi với cái gì? Các bạn biết là tính từ hay đi với danh từ. Đúng không? Thì tính từ thì đi đằng trước danh từ. Nhưng mà vì mệnh đề nó là một câu nên nó rất là dài, không thể đặt một câu trước danh từ được, nên người ta phải chuyển nó ra đằng sau danh từ. Nên mệnh đề tính ngữ chính là một câu đi sau danh từ. Đấy là khái niệm của nó. Đó, ví dụ như vừa rồi anh nói là tôi đó là một cuốn sách. Thì các bạn có cuốn sách là danh từ đúng không? Các bạn có thể thêm tính từ hay, hoặc thay vì dùng tính từ anh dùng một câu đó là cuốn sách tôi thích. À chị nhầm tôi chứ. Thì tôi thích là một câu, bởi vì có động từ mà thì nó sẽ là câu. Thì các bạn thấy một động từ bằng một tính từ thì chính là mệnh đề tính ngữ. Hoặc là cuốn sách mà tôi thích thì từ mà các bạn thấy nó dễ này. Đó, thì mệnh đề tính ngữ chính là một câu làm sau danh từ. Đó. Từ nối các bạn sẽ phải sử dụng là sử dụng quan hệ từ. Đây chính là bảng quan hệ từ, những từ các bạn được phép dùng trong mệnh đề tính ngữ. À, cái mệnh đề tính ngữ này anh nói lại là tên ở trong cái chương trình phần lớn các bạn học người ta gọi là mệnh đề quan hệ nhé. Để các bạn biết là các bạn đang học cái gì.
anh vì tất cả mọi thứ anh đều gọi đều dựa trên từ loại nên anh gọi nó là mệnh đề tính ngữ. Cái khái niệm này không phải là không có ở trên mạng nhé. Có cái là các bạn quen nhiều với khái niệm nào hơn thôi. Chứ không phải là không có khái niệm mệnh đề tính ngữ đâu. Đây là mệnh đề quan hệ hay là mệnh đề tính ngữ này. Đó, mệnh đề quan hệ này, mệnh đề quan hệ này. Cái này khái niệm các bạn dùng mệnh đề quan hệ nhiều hơn. Đây, mệnh đề quan hệ hay mệnh đề tính từ này. Họ gọi là mệnh đề tính từ, đấy, gọi là mệnh đề tính ngữ. Mệnh đề tính ngữ này. Tức là cả hai khái niệm này nó đều là khái niệm thông dụng. Nhưng mà các bạn biết khái niệm này thôi. Thì các bạn sẽ sử dụng quan hệ từ làm từ nối. Và quan hệ từ này sẽ đóng vai trò ngữ pháp gì đấy trong mệnh đề ngữ. Cái đấy thì bỏ quan là không quan trọng. Quan hệ từ này thì có nghĩa chung là mà. Hoặc là nhiều trường hợp là không dịch. Thì anh giải thích các bạn thế nào là mà hoặc không dịch. Đó là cuốn sách mà tôi thích. Được đúng không? Anh bỏ chữ mà đi này. Đó là cuốn sách tôi thích. Nếu có chữ mà thì các bạn biết chắc nó là mệnh đề tính. Nhưng nếu không có chữ mà thì làm nào. Đây câu này hoàn toàn là tiếng Việt này. Đó là một cuốn sách tôi thích. Còn lại đó là cuốn sách tôi thích đi. Thì không cần chữ mà cũng được mà. Thì bây giờ yếu tố nào để các bạn biết là đây là mệnh đề tính ngữ. Phần tôi thích là mệnh đề tính ngữ thì các bạn phải xác định ra này. Mệnh đề tính ngữ, cái khái niệm của nó là một câu nằm sau danh từ. Đó là cuốn sách. Cuốn sách, sau cuốn sách có một câu là tôi thích. Các bạn, đây sẽ là mệnh đề tính ngữ. Và vì các bạn xác định được mệnh đề tính ngữ nên các bạn phải xác định từ nối ở đầu câu này là cái gì. Bây giờ từ nối đầu câu này là cái gì? Thì tí nữa anh sẽ dạy các bạn cách xác định từ nối. Còn bây giờ các bạn phải xác định trong tiếng Việt xem đâu là mệnh đề tính ngữ đã. Đấy ạ, bây giờ anh sẽ cần một bạn nào đấy xác định cho anh một câu. À từ từ anh cũng tiện đây anh nói luôn. Các bạn đừng hy vọng là có cái câu như thế này. Bởi vì anh thấy rất nhiều chương trình họ dạy tiếng Anh, họ dạy các bạn như này. Để các bạn biết đây là mệnh đề tính ngữ thì họ sẽ dạy các bạn là, đó là cuốn sách. Mà cuốn sách đó tôi thích, đây là câu để cho các bạn đặt chứ không phải là tiếng Việt. Người Việt Nam không ai nói đó là cuốn sách mà cuốn sách đó tôi thích. Hoặc là mà cuốn sách này tôi thích, không có ai dạy, không có cái tiếng Việt nào chúng ta nói một câu như vậy cả. Nên là cái câu đấy không phải là câu thuận trong tiếng Việt. Và chúng các bạn dịch thì các bạn phải dịch một câu hoàn toàn tự nhiên trong tiếng Việt sang tiếng Anh. Với một bản dịch tương tự chứ không phải là các bạn dịch một bản đã được Việt hóa dựa trên tiếng Anh. Để các bạn dịch thì không có cái câu, vì người Việt Nam đơn giản là không nói cho cách đấy. Nên các bạn sẽ phải giấu cách tự nhiên của tiếng Việt. Thì bây giờ anh sẽ cần các bạn xác định cho anh chỗ nào là mệnh đề tính ngữ trong những câu tiếng Việt sau đây của anh. Nào, anh cần đầu tiên các bạn nhớ cái khái niệm của nó. Mệnh đề tính ngữ là một câu nằm sau danh từ. Phúc đặt thử cho anh xem. À Phúc xác định thử cho anh xem chỗ nào là mệnh đề tính ngữ trong những câu tiếng Việt sau. Phần thời gian còn lại của buổi này các bạn chỉ cần xác định cho anh mệnh đề tính ngữ là gì và từ nối là gì xong. Bởi vì phần này nó khó hơn những phần khác. Ở chỗ từ nối nó không có nghĩa nên nó làm cho câu này nó phức tạp hơn. Phúc đặt cho anh xác định cho anh chỗ nào là mệnh đề tính ngữ, đọc cho anh toàn bộ những chỗ của mệnh đề tính ngữ nhá. Đó là cô gái tôi yêu. Đó là cô gái mà tôi yêu, đi dễ đầu tiên anh vẫn cho chữ mà. Đó tôi là cô yêu. Tôi yêu đúng không? Tôi có một người bạn biết tiếng Anh. Nói tiếng Anh rất giỏi. Tôi có một người bạn nói tiếng Anh rất giỏi. Rất giỏi là mệnh đề tính ngữ. Động từ của cái câu đâu mà dám xác định là mệnh đề. Mệnh đề là một câu, câu của có động từ. Động từ đâu? Nói. Nào bây giờ phải xác định cho anh toàn bộ câu. Để cái chỗ đấy là mệnh đề tính ngữ. Xác định cái câu của mệnh đề tính ngữ là gì? Anh đọc lại câu tiếng Việt đi. Tôi có một người bạn nói tiếng Anh rất giỏi. Cứ xác định danh từ nào là một câu đứng sau. Nói tiếng Anh rất giỏi. Nói tiếng Anh rất giỏi đúng không? Bây giờ các bạn xác định cho anh câu đã, còn tí anh sẽ bắt xác định từ nối. Thứ hai là ngày mà chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây đúng không? Tôi mượn cô ấy một quyển sách mà cô ấy vừa mới mua. Cô ấy vừa mới mua. Ok. Đó là lý do tại sao tôi ghét anh ta. Đó là lý do tại sao. Đó là lý do. Đấy là mệnh đề tính ngữ. Và lý do tại sao. Các bạn nhớ là mệnh đề tính ngữ là một câu đứng sau danh từ.
Em mà xác định cái chỗ vừa rồi là mệnh đề tính ngữ, anh hỏi nó đứng sau danh từ nào là chết. Tại sao tôi ghét anh ta? Tại sao tôi ghét anh ta, đúng rồi. Đấy là mệnh đề tính ngữ. Đầu tiên các bạn xác định được chỗ nào là mệnh đề tính ngữ. Bước tiếp theo là các bạn xác định từ nối, bởi vì tất cả những từ nối này đều có nghĩa là mà. Nên các bạn phải xác định từ nối. Bây giờ muốn xác định từ nối, các bạn phải xem câu đằng sau thiếu cái gì và danh từ đằng trước nó chỉ cái gì. Đầu tiên là trong phần đại từ quan hệ nó có 3 từ nối, là từ who chỉ người, từ whom chỉ vật, từ whom chỉ người nằm tân trực, từ which chỉ vật, và từ that là từ thay thế được cho cả whom which. Nên nếu các bạn không thích học whom which, các bạn học một mình từ that trong văn nói là được, sẽ thay được cho cả whom which. Bây giờ tạm thời không bàn đến chữ that, bởi vì nó thay thế được tất, chúng ta dùng whom which thôi. Được chưa? Có 3 từ này để nối: who whom chỉ người, which chỉ vật. Nhưng who whom thì các bạn mới cần phải phân tích xem chủ ngữ hay tân trực, còn which thì cứ vật là which. Được chưa? Bây giờ có câu đó là cuốn sách tôi thích. Ok, phần tôi thích là gì nhỉ? Mệnh đề tính ngữ. Đúng rồi, thì dễ. Bây giờ từ nối sẽ nằm ở chỗ vị trí này. Bây giờ từ nối là gì? Bây giờ anh cần một bạn nào đấy xác định cho anh thử xem nhá. Quân xác định thử cho anh xem nhá. Anh kéo sang hai bên cho các bạn nhìn này. Tạm thời chỉ dùng whom which đã. Nào Quân. Đó là cuốn sách tôi thích. Đó. Từ nối là từ gì? Từ đó. Từ đó là từ đang nói về hai từ từ who đúng không? Who và whom không? Không, tìm cho anh từ trong câu đó là nếu mà vật thì cái, nếu mà vật thì theo em câu này là which. Chỉ có mỗi which thôi đúng không? Which sẽ nằm ở đây. Các bạn nhớ từ nối nằm ở đầu mệnh đề nên nó sẽ nằm ở đầu câu. Thì thực ra nên câu này các bạn dịch ra còn lại là which I like, thế là xong, tôi thích. Đó, đây là từ nối. Rồi, câu tiếp theo anh có câu này. Gì nhỉ? Đó là người sẽ đi với chúng ta. Mệnh đề tính ngữ là chỗ nào và từ nối là gì? Quân xác định cho anh là mệnh đề tính ngữ ở chỗ nào? Vấn đề từ ngữ là sẽ đi với chúng ta. Ok, từ nối. Từ nối là hu đúng không? Ok, thế em đặt thử cho anh câu này được không? Đó là người, người anh cho là person. Đó là person. Nào đó là gì? This. That. E. The that person, the person từ nối who, who sẽ will đi go với chúng ta with the us. Đó, that is the person who will go with us. Thế bây giờ đặt cho anh thử câu trên thì xem nào luôn, xem nào Quân. Đó là cuốn sách mà tôi thích. That is the book which I like. That is the book, đúng không? The book which I like. Đó, mệnh đề tính ngữ chính là cái loại như này. Thế các bạn biết là mệnh đề tính ngữ nó giống như tính từ. Ví dụ như that is the good book. Tính từ good các bạn hoàn toàn có thể bỏ đi. Đó là cuốn sách hay, hoàn toàn các bạn có thể bỏ đi. Thì mệnh đề tính ngữ này các bạn không thích các bạn bỏ đi cũng được. Câu các bạn vẫn còn nguyên. Vẫn đứng được. Đấy chưa? Nhưng mà bỏ vào thì nghĩa của nó đủ hơn. Rồi, ok, Quân xác định cho anh một câu nữa xem nào. Lan là cô gái tôi yêu. Mệnh đề tính ngữ là cái gì? Từ nối là gì? Tôi yêu là mệnh đề tính ngữ. Ok, từ nối. Từ nối là who. Who hả? Người whom. Whom đúng rồi, vì các bạn thấy này, tôi này chủ ngữ, yêu là VT thiếu tân trực. Đúng không? Tân trực thì là whom. Mà vì nó nối nên nó phải đặt lên đầu. Đặt thử cho anh câu này em nè. Lan is the girl whom I love. Ok. Lan is the girl whom I love. Đúng rồi đấy. Cái loại này thì các bạn đấy, cái bước xác định nó sẽ phức tạp hơn. Bởi vì nè, các bạn thấy là đó là cô gái tôi yêu, chứ người ta không nói nhiều là đó là cô gái mà tôi yêu, nên không có từ mà thì các bạn vẫn xác định được yếu tố nào là từ nối, chứ các bạn không thể đòi hỏi là đó là cô gái mà cái cô gái tôi yêu là không có đâu.
Được chưa? Ok rồi, bây giờ sẽ khó hơn, anh sẽ đặt câu luôn và các bạn sẽ đặt luôn, nếu sai thì phải phân tích sau. Anh Quốc đặt thử cho em xem nào. Được chưa? Sẵn sàng anh Quốc? Rồi, rồi thầy ơi. Tôi có một người bạn sống ở đây. Ôi, chết rồi. Nói, từ từ để em ghép cái này vào. Rồi anh đặt cho em câu này nào. Tôi có một người bạn sống ở đây. Anh đặt luôn nhá, em không đặt bắt phân tích. Sai anh không bắt phân tích. I have a friend who he live here. Cho anh chữa lại lỗi, câu này sai. Một lỗi. Nào bây giờ anh ấy từ từ I have a friend, người mà anh xác định được lỗi không? Không thể là gì? Rồi bây giờ nhá, từ từ nhá. Anh không xác định được thì câu này anh sẽ bỏ đi này. Bây giờ câu này xác định cho em mệnh đề tín ngữ là chỗ nào? Mệnh đề tín ngữ là người bạn sống ở đây. Tức là cả chỗ này là mệnh đề tín ngữ. Mình hiểu là sống ở đây thôi. Đúng rồi, sống ở đây. Vì anh, cái định nghĩa của mệnh đề tín ngữ là một câu đứng sau danh từ. Đây là danh từ đúng không? Thì câu này đứng sau danh từ. Thì đoạn này của anh đến đây là đúng này. Nhưng mà đến đoạn này là sai này. Sống ở đây chỉ có như thế này thôi. Và từ nối của anh là anh thêm từ who vào là xong. Bỏ từ he đi. Đó, từ who này làm chủ ngữ luôn. Thì đại từ quan hệ nó làm được vị trí của chủ ngữ mà. Thì đây nó làm chủ ngữ luôn. Và đồng thời là từ nối này nó nằm ở đầu câu luôn. Đầu mệnh đề tín ngữ. Đó, câu tiếp theo. Thầy ơi, mấy cái động từ vẫn chia bình thường theo ngôi vẫn chia được bình thường vậy. Không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì từ who thực ra nó là đại diện cho từ a friend. Nên là a friend là số ít thì who vẫn bị chia, à động từ câu sau vẫn bị chia. Câu tiếp theo, từ em xem nha. Ok, câu này. Tôi sẽ cưới cô gái, à quên, tôi sẽ cưới cô gái tôi yêu. Ok, anh Quân là tiếp nào. Anh xác định cẩn thận nha. I will marry. Marry đây, từ cuối đây. Marry. I will marry của here. I will marry you. Whom I love, sai. Đúng không? Cô gái, không phải là you. Anh phải tìm một danh từ. You là đại từ rồi. Cô gái là gì anh? Her. Trời ơi, cô gái đây nè. Từ phần danh từ đây nè, cô gái đây. À, girl. I will marry girl. Nào girl là C, anh không được dùng một mình như thế. Nào các bạn lưu ý nhé, tiện đây anh nói lại luôn cho các bạn này. Khi một danh từ ở số ít, ví dụ như trường hợp này các bạn thấy là chỉ có cô gái là một sự vật, thì nó chỉ có một trong hai trường hợp, ơ hoặc là dơ. Ơ người ta gọi là mạo từ không xác định khi người ta dùng với một danh từ không xác định. Còn dơ được gọi là mạo từ xác định khi dùng với danh từ đã xác định. Nên nếu phần lớn các trường hợp nếu không phải nghĩa một thì bắt buộc danh từ của các bạn là một sự vật phải có chung chữ dơ. Còn nếu nghĩa một thì dùng chữ ơ. Còn nếu danh từ số nhiều thì các bạn có hai trường hợp là những hoặc những đó ấy. Đó, những hoặc những đó ấy. Thì phần lớn các trường hợp nếu mà những không thì các bạn có thêm chữ s, còn những đó ấy thêm dơ với số s vào. Còn phần nhiều trường hợp các bạn sẽ nằm ở trường hợp dơ này này. Đó các bạn cẩn thận.
tức là một danh từ số ít thì các bạn dùng the ở đằng trước, còn nếu nghĩa một thì dùng a ở đằng trước. Bây giờ cô gái này thì anh sẽ phải dùng the. The girl. The girl. Whom I love. Whom I love. Ok. Bây giờ em đổi câu này này. Tôi sẽ cưới cô gái yêu tôi. Anh đặt câu này lại cho. I will marry the girl whom love me. Whom love me. Chắc không anh? Từ từ. Cưới cô gái yêu tôi. Đúng không? Yêu tôi. Whom chẳng hạn là my love không phải nhỉ? Không phải my love. My love nó không có danh từ là... À không có động từ. Nào bây giờ anh không xác định được, cái lại phân tích. Mệnh đề tính ngữ của anh này anh xác định ở chỗ nào trong câu này? Nó chính là yêu tôi ấy. Yêu tôi, đây là mệnh đề tính ngữ. Ok, yêu tôi là loves me đi nhá, em cứ ghi lại đi nhá. Câu này thiếu thành phần gì, trong mệnh đề tính ngữ thiếu thành phần gì? Yêu là VT, tôi là tuân trực, thiếu cái gì? Đây nếu ví dụ đây là một câu đang thiếu thành phần này. Thiếu chủ ngữ thôi. Thì chủ ngữ anh dùng chữ gì trong hai chữ who và chữ whom? Người mà tôi... Cái này thì dùng chữ who đúng không ạ? Đây who rồi. Thế. Who loves me thế này thôi. Who loves me chính xác. Giống hệt như câu vừa nãy của trên của anh ấy này. Đó, hai câu này giống hệt nhau mà. Rồi, ok. Đấy là từ who và whom. Tiếp một bạn nữa đặt cho anh nào, cho Thảo chỗ này đi thêm một câu hai câu nữa nhá. Rồi Thùy đặt thử cho anh xem nào. Vâng ạ. Cậu ấy trông thấy con mèo mà tôi làm mất sáng nay. He saw the cat. He saw the cat. That. That được. Ok, được, nhưng mà dùng cho anh ba từ trên. Which. Which. I. Làm mất sáng nay. Làm mất là gì em biết không? Lost. Lost. Lu mới là từ chính. Còn câu này dùng dạng quá khứ nên là lost. I lost. This morning. Ok. Rồi tiếp. Cô ấy kể cho tôi một câu chuyện mà tôi rất thích. She tell me a story. Sai. She tell me. Sai. Em có biết làm sai cái gì không? Câu này không đã đang sẽ, chỉ có hiện tại và quá khứ. Em dùng hiện tại, đúng không? She told me. À đấy, vấn đề chỉ vậy thôi mà. She told me gì? She told me a story. A story. Một câu chuyện mà tôi thích. Mà thì rất dễ rồi. Wait. I love. Ok. I love là yêu. Rất thích cũng là love. Ok, được. Còn này các bạn nhớ này, từ nhiều bạn sẽ có rất thích. Các bạn có thể nhầm sang trường hợp là very like. Vì các bạn từ very là rất mà. Cái này là sai nhá. Very là trạng mức độ, nó chỉ đứng trước tính và trạng từ khác, nó không đứng trước động từ được. Nên các bạn có thể dùng cái cách diễn đạt khác là I like very much. Giống như kiểu anh rất yêu em là I love you very much đi. Từ rất thì chính là từ very much. Được chưa? Hoặc là nếu có một số bạn biết trạng từ này, trạng từ really, các bạn có thể nhìn I really. Từ really thì viết mấy chữ L nhỉ? Really. Hey, really như hai chữ L. Ok.
She told me a story which I really like. Đấy, đấy, tôi rất là thích, tôi thực sự thích, rất thích. Ok, đấy là cách các bạn có thể dùng diễn đạt được mệnh đề tính ngữ. Thì phần 3 đại từ quan hệ này là phần khó nhất, còn những từ khác tương tự. Nên là khi các bạn nắm được phần này thì buổi sau anh sẽ dạy nốt các bạn phần tính từ quan hệ và trạng từ quan hệ rất là nhanh. À, hai phần này đơn giản đấy mà. Phần này nó khó thôi, để cho các bạn nắm được cái tinh thần về mệnh đề tính ngữ là về cái phần từ nối và về phần một câu sau danh từ. Thì đấy là nó khó thôi. Còn buổi sau chúng ta sẽ học nốt về phần còn lại là tính từ quan hệ và trạng từ quan hệ. Và sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang học phần bị động. Phần bị động này là phần diễn đạt nghĩa bị được ấy, khá thông dụng ấy. Thì các bạn sẽ có mặt đầy đủ để mà học cho nó trọn đi nhé. Nói chung là trong phần 10 buổi đầu này thì cố gắng quan đi học đủ, bởi vì học đủ bởi vì các bạn đang nghỉ một buổi nó mất một mảng. Mất một mảng là các bạn chống một mảng đấy, các bạn không bù lại được. Các bạn muốn bù thì phải tự. Bởi vì anh mọi buổi anh đều quay video, các bạn phải tự xem lại video và luyện cùng với video thôi. Còn nếu các bạn dành thời gian được để tự luyện thì học trên lớp để mà luyện thôi nhá. Rồi hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Rồi chào các bạn nhá. Okay. Chào thầy ạ. Rồi chào các bạn.